phần trăm cả hai yêu nhau đến bây giờ là bao nhiêu? 50. Đối phương có phải là một nửa bạn tìm kiếm chưa? Chưa biết. Đang tìm hiểu. Đang tìm hiểu mà. Đi vào chỗ trống. Kara và nó quay là một mối quan hệ chấm 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 chấm. Chị em phức tạp. Cho nó thú vị. Đừng chơi trò lắc đầu bên phải cái này. Em chơi con tim rơi trao cho em. Không hả? Ừ. Trời nói gió nè, sao bị rớt. Có phải cái gì rớt đầu rồi. Đồ trước thì ra tham gia chương trình với mục đích là mình đến để chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của mình. Mình cũng không biết là mình sẽ gặp được ai, mình sẽ kết đôi với ai á. Nên là không nghĩ là mình có thể PR được cái gì á. Hiểu không? Hiểu như là mình không biết là mình sau chương trình đó mình sẽ nhận được gì từ khán giả nữa. Nên là mình không nghĩ. Cái này nó quá là trắng ngược. Không nghĩ là cái nhiệm vụ này lớn lên như vậy. Thôi còn rất là ngợp sau ngày phát sóng cơ. Em bị sang trường tâm lý. Sang trường tâm lý. Tầm một tuần. Rồi em bị sang trường tâm lý một tuần luôn đấy. Kara là người rớt trước tiên. Nên là Kara sẽ là người thua. Và nó quay được quyền yêu cầu Kara thực hiện một điều gì đó. Hồi đó kêu gì ra kêu đi. Hồi đó kêu gì ra kêu đi. Kêu gì ra kêu. Thì... đói quá. Rồi ăn gì? Đi ăn. Có gà. Đây là một bữa đúng không? Một bữa đâu, mình ăn này được rồi. Easy, easy, easy. Ok, chốt. Tải ngay VEON để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền. Những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VEON.